với cái cây trồng mà ngắn ngày, chẳng hạn như là lúa, đậu, bắp, khoảng cái chừng 3 tháng, 4 tháng đó, thì người ta thường thường là sử dụng cái đá vôi mà sau khi được nung ra. Nhất là trong cái điều kiện đất của đồng bằng sông Cửu Long là đất bị chua, nên như vậy khi mà chúng ta đưa vôi vào thì nó sẽ làm giảm cái độ chua, có nghĩa là làm tăng cái pH. Cái đất mà tốt nhất là có cái trị số pH là bằng 7 ở đây. Cái trị số pH này đó thì cái dinh dưỡng ở trong đất rất là hữu dụng cho cây trồng. Nhưng mà thông thường đất đồng bằng sông Cửu Long của mình á, thì cái độ chua nó vào khoảng cỡ chừng 4 phẩy mấy rồi 5, rất bất lợi cho cây trồng. Mà chúng ta đưa vôi vào trong đất thì chúng ta sẽ đưa dần cái trị số pH này lên cho đạt trong cái khoảng từ 6 cho tới 7, rất là lý tưởng để mà cho cái cây trồng của mình phát triển. Như vậy có thể nói là cái tác dụng thứ nhất của cái vôi đó là nó sẽ làm cho đất bớt chua, cái trị số pH được nâng lên từ từ để cho nó đạt cái ngưỡng mà gọi là tối hảo cho cây trồng của mình. Thì ở đây tôi có thể là cho bà con của mình thấy được là vôi nó có cái tác dụng làm cho đất của mình bớt chua như thế nào. Tôi sử dụng một cái trái hạnh ở đây, thì cái trái hạnh thì bà con biết rồi, nó là chua mà, nên tôi biểu thị giống như là cái đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long của mình vậy đó. Thì đất phèn của mình nó chua, thì tôi sẽ cho cái này nó vào ở trong một cái ly này đây, để cho bà con thấy rằng là nó chua như thế nào. Bởi vì như tôi nói đó, nếu như mà đất của mình mà cái độ chua vào khoảng cỡ chừng từ 4 tới 5 á, là đã bất lợi cho cây. Chúng ta phải làm sao đưa cái trị số pH nó lên từ 6 cho tới 7 bằng cách là chúng ta bón vôi vào. Thì như vậy thì trong đây chúng tôi đo thử coi cái độ chua của này, là mình nói như là ở trong đất của mình vậy đó, coi nó chua bao nhiêu. Thì khi đo pH đó, bà con cũng đừng có nhúng vô rồi chúng ta lấy ra ngay, mà chúng ta phải chờ một chút xíu, tức là khoảng cỡ 10 hay là 15 giây để cho cái phản ứng hóa học này nó diễn ra được tốt. Mình so vô như vậy là cái nó triệp với cái màu nào thì ở đó nó có cái trị số pH, thì mình đo ở đây là 4. Như vậy là bây giờ mình phải dùng vôi để mà mình nâng cái pH này lên từ 6 tới 7. Đây là vôi mà chúng ta thường hay sử dụng trong cái canh tác đó, nó đạt yêu cầu. Đấy, vì là bà con thấy là cái giấy này nó đã thay đổi so với trước đây. Trước đây đó thì cái trị số cái giấy nó cái màu như thế này, hai cái màu. Đấy, bên này là pH nó vào khoảng cỡ chừng 4 nè. Thì bây giờ bên này chúng ta sau khi bỏ vô thì nó đã thay đổi cái trị số pH. Chúng ta so vô đây thử coi. Như vậy là bà con thấy là nó đã là chuyển qua là khoảng là 6 rồi đây. 6 hay là hơn 6 một chút. Thì như vậy là đẹp rồi. Có nghĩa là nhờ vôi mà chúng ta đã đưa cái pH lên, có nghĩa là làm cho đất bớt chua. Mà đất bớt chua thì bà con thấy biết rồi, phèn dậy lên đó là do cái pH chua, đó là cái lý do đó. Thì bà con mình có thể là bón cho cái đồng ruộng của mình trong cái điều kiện mà pH vào khoảng 4 phẩy mấy 5 á, thì tôi nghĩ rằng bà con bón có thể là từ 200 cho tới 300 kg cái đá vôi nung này á, cho 1 hecta là đủ rồi. Cái liều lượng mà tôi nói từ 200 cho tới 300 kg cho 1 hecta đó là cái liều thông thường trên cái đất sét của đồng bằng sông Cửu Long của mình. Và mỗi một năm như vậy đó thì bà con chỉ cần bón một lần đó là đủ rồi. Nhưng mà đối lại với cái đất mà có nhiều cát thì bà con có thể là chia nhỏ cái lượng bón ra thì tốt hơn. Còn nếu trong trường hợp mà cái đất của mình là rất là chua, có nghĩa là cái pH là có thể nói là cái trị số pH này nè, nó dưới 4 nữa, nó dưới cái trị số 4 này nữa, thì bà con có thể bón từ 500 cho tới 1 tấn vôi trên 1 hecta. Nhưng mà chúng tôi khuyến cáo là bà con không nên bón một lúc mà quá nhiều vôi, có nghĩa là bà con thấy đất của mình chua quá nên bà con muốn tăng cái lượng vôi lên thêm nữa mà bón một lần như vậy là hơn 1 tấn. Thì nhiều khi nó lại là có một cái tác dụng ảnh hưởng khác,
Tuy rằng nó có cải tạo được cái độ chua của đất, nhưng mà nó sẽ làm một số cái dưỡng chất khác sẽ không hữu dụng cho cây, chẳng hạn như là những nguyên tố kim loại như là sắt, đồng, kẽm, mangan. Rồi khi mà nhiều như vậy thì pH thấp thì lân cũng không hữu dụng. Khi mà bà con bón cái lượng vô nhiều quá thì lân nó cũng trở nên nó cũng không hữu dụng nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì ngay những cái điểm mà có cái hạt vôi rớt xuống đó đó thì chung quanh đó là cái trị số pH nó tăng lên rất là cao. Có thể là nó lên tới là 10, 10 mấy nữa. Thì lúc đó cái hiệu quả của cái việc bón vôi nó lại là trở nên là đối ngược trở lại. Tác dụng nó xấu cũng như là cái pH thấp. Nên ở đây thì bà con đừng có bón một lúc mà nhiều vôi quá. Ba phần vôi một phần nước, có nghĩa là 3 kg vôi này thì bà con đổ vô đó là 1 lít nước, là coi như là vừa đủ. Khi mà mình cho nước vào á thì nó sẽ tả ra, mình gọi là cái vôi mà ngậm nước rồi á, thì nó tả ra như thế này, và mình để khô thì nó trở thành ra cái bột đá vôi mà đã được tả. Thì bà con có thể sử dụng cái này thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Thành cho năng suất xanh.